một trong những quán mì Văn Thắng ngon nhất ở Hà Nội. Mì Văn Thắng là một trong những món ăn được biến tấu có nguồn gốc từ Trung Hoa, du nhập vào nước ta, đã và đang trở thành một phần quen thuộc đối với người dân thủ đô nói riêng và cả nước Việt Nam mình nói chung. Để tìm được một quán mì ngon và hợp khẩu vị không phải là điều dễ dàng. Cái này là Quyền vô tình đi ngang quán mì Văn Thắng Phương Béo ở Hàng Chiếu, Hà Nội nên vào thưởng thức và review cho cả nhà xem. Quán này được biết đến là một quán mì Văn Thắng ngon, dân dã đậm chất phố cổ. Quán mì Văn Thắng Phương Béo mang đến cho chúng ta những bát mì to, nóng hổi, đầy đủ topping, màu sắc hấp dẫn. Ở đây người ta dùng hai nguyên liệu chính là sủi cả và mì vắt trứng. Ngoài ra để tạo thêm phần độc đáo cho món ăn thì bát mì Văn Thắng còn có thịt xá xíu, trứng luộc, rau xanh, tôm đỏ, tạo nên một bát mì đầy ú nụ, dinh dưỡng và vô cùng hấp dẫn. Về phần nước lèo thì cũng được hầm rất là kỳ công, chất lọc hết vị ngọt tự nhiên của xương, tôm. Khi thưởng thức chúng ta cảm nhận được ngay vị ngọt đậm đà, thơm phức ngay từ đầu lưỡi. Cả nhà có tin không, một tô mì Văn Thắng to và ngon như vậy có giá chỉ khoảng 45k một bát, cũng khá hợp lý ha. Nói chung là đến Hà Nội mà không thưởng thức món mì Văn Thắng của quán Phương Béo thì quả là lãng phí. Vì quán này có khá lâu đời, ông nội của anh chủ quán là người gốc Hoa có truyền thống về ẩm thực và đã truyền nghề lại cho thế hệ sau kinh doanh, nên vị của các món ăn không lẫn vào đâu được. Tuy mới ăn lần đầu nhưng gia đình Quyền khá hài lòng khi ăn tại đây. Chỉ có một điểm tò mò là không biết bên trong quán dán phù hay bùa gì mà thấy tới 2-3 tấm lận. Wow. Quyền quên hỏi chủ quán rồi, cả nhà mình có biết đây là bùa hay phù gì không? Quyền đoán là bùa giúp kinh doanh được may mắn và đắt khách.